Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mới vừa nhận được mấy cái sample mà mình mua hôm bữa. Mình mua 4 cái sample của nhà Mandy Torosa. Mình không biết phát âm đúng hay không. Nhưng mà nhà đó như nó có hai thương hiệu là Mandy Torosa với lại Talisman gì đó. Thì mình order thử những chai nước hoa. Nghe nói nổi tiếng nhất của nhà này như Osan nè, rồi Cereal, rồi gì Sororiel, rồi Ritual với lại Lemar. Thì các bạn biết không, bên Việt Nam á, mình thấy mấy mấy cái chai này quảng cáo nhiều lắm, và Trấn Thành cũng đang xài mấy chai này. Thì có nhiều bạn yêu cầu mình nói là: anh ơi, anh có biết nhà Talisman rồi Mandy Torosa gì không, anh review mấy nhà đó đi. Thì tại gần chỗ mình á, nó không có bán mấy cái chai nước hoa của cái nhà này, cho nên mình phải mua sample để mình cũng tò mò. Khi mà mình nghe nhiều bạn khen cái nhà này thơm đặc biệt rồi tùm lum hết á, cho nên mình kêu thôi để mua sample thử coi như thế nào, coi có đúng như những gì người ta khen hay không. Thì trước tiên mà nói về cái ưu điểm của mấy cái chai này đó là nó bám rất là dai các bạn. Mình check thử trên tay xong cái mình đi tắm mà nó vẫn còn mùi các bạn. Nhưng mà trong năm chai này á, thì các bạn thấy mình xếp theo thứ tự nè, đó, từ phải qua trái. Thì chai mình thích nhất á, đó là chai Le Mar. Thứ nhì là Ritual. Thứ ba là cái gì, Sonoreal gì đó mà nó. Thứ tư là Cyril, với thứ năm là Osan. Là cái mùi Osan các bạn, mình không biết các bạn thích nó ở điểm gì, nhưng mà mình thấy nó có mùi phấn, với lại nó có cái mùi gì giống như là ở trong toilet vậy đó. Nó khai khai á, cho nên mình không biết các bạn thích nó ở điểm gì đó. Còn Cereal thì nó có mùi hoa hồng, nó tự tự với lại cái mùi peony á, mùi hoa gì á, quên, mình peony hoa gì mình quên mất tiêu rồi, hoa mẫu đơn. Mình không thích cái mùi đó, cho nên cái này mình thấy cái Cereal nó nữ, xài thì nó hợp hơn. Còn cái mùi này á, mới ngửi thì thấy thích thiệt các bạn, nó mùi hương nước biển như là mùi gỗ cashmere thì phải. Nhưng mà mình ghét cái mùi gỗ cashmere á, tại vì nó có rất là nhiều trong những chai nước hoa của mấy cái chai dòng designer á, cho nên mình ngửi nó hồi cái mùi tự mình thấy không thích đó. Còn hai chai này các bạn, Le Mar với lại Ritual, nó ngọt ngọt, nó cũng dễ thương lắm. Đó, mình thấy hai chai này ok nè, còn Osan rồi ba chai này là mình thấy không thích rồi. Với lại có một cái về cái nhà này các bạn, đó là cái mùi hương nó lạ, mình chưa ngửi ở bất cứ chai nước hoa nào, nhưng mà trong đó có một số nốt hương á, khi mà mình ngửi thì nó quen quen, giống như cái hương liệu á. Thì mình nghĩ chắc là nhiều người, nhiều khi mấy cái nhà nước hoa này order giống như mua chung một nguồn hay là sao đó, cho nên ngửi nó cũng khá khá giống nhau. Thì cái dòng của nhà Mandy Mandy Torosa này á, có cái nét giống em hoa đó, thì cũng là mùi nó đậm. Nhưng mà theo như cá nhân mình đó, là nước hoa của em hoa nó đậm hơn đó, như Interlude nè đó, Lyric đó, mấy cái mùi nó rõ nét hơn, nó mạnh hơn mấy cái này. Mấy cái này nó bám vậy thôi, nhưng mà giống như cái mức độ của cái này á, mình không biết, mình tại vì mình không có chai full, cho nên mình chỉ có sample thôi. Nhưng mà mình nghĩ á, cái mức độ này nó cũng cỡ như em hoa vậy đó. Nhưng mà để mình chiết ra cái mình xịt thử ra nó như thế nào đó, thì trước mắt thì mình thấy mới chét thử thì mình thấy nó cũng thua em hoa chút xíu. Đó, chỉ có vậy thôi. Với lại mấy chai này các bạn, mình thấy nó không có cái nét đặc trưng, các bạn hiểu không? Giống như là như Tom Ford đi, nước hoa của Tom Ford rất là hay. Là tại sao? Là tại vì mỗi chai nước hoa các bạn ngửi nó có cái nét đặc trưng riêng. Giống như các bạn ngửi Woodwood á, là các bạn biết nó là Woodwood liền. Hoặc là Tuscan Leather nè, đó các bạn biết liền. Hay Tobacco Wood, hay là Fabulous, đó. Nó phải có cái nét đặc trưng riêng mà để cho các bạn dùng để làm signature scent. Còn mấy cái chai Mandy Torosa nè, thì mình thấy nó cũng được, nhưng mà muốn dùng signature scent á thì mình thấy nó chưa có đặc biệt cho lắm, các bạn hiểu không? Giống như khi mà các bạn ngửi qua thì thấy nó lạ mũi, nhưng mà các bạn không ngửi nữa thì các bạn sẽ quên với cái mùi hương đó. Cho nên cá nhân mình á, thì thấy cái chai mấy cái chai này nó không có thể dùng làm signature scent
nhưng mà mình biết có là nhiều bạn yêu thích, cho nên mình nói là coi như tùy gu của mỗi người. Nhưng mà cái gu của mình á thì mình chủ yếu là mình mua để mình review theo yêu cầu của các bạn thôi. Nhưng mà mua chai full á thì mình thấy mấy cái chai này nó không có đáng tiền mua, đặc biệt là Osan á, cái mùi nó khai giống như trong toilet. Mà nói chung là mỗi người có mỗi cảm nhận thôi, cá nhân mình thấy cái mùi nó khai quá đi. La Mã với lại Ritual thì dễ ngửi hơn, tại vì hai cái nó đều ngọt ngọt kiểu trái cây đồ, nó dễ ngửi hơn đó. Thì chủ yếu là mình chia sẻ cái ấn tượng đầu tiên của mình về năm cái sample của nhà Manitorosa hay là Talisman này thôi. Rồi sau đó thì mình khi mà mình test thử từng mùi kỹ á, rồi mình sẽ review cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.